Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream tiếp theo của công ty Thế Giới Bảo Mật, và em là Dương và kế bên em là Tân. Hôm nay hai bọn em sẽ đồng hành cùng với mọi người trong buổi livestream ngày hôm nay ạ. Thì như với tiêu đề mà em đã giới thiệu cho các anh chị là làm cách nào để tạo ấn tượng cho sự kiện của mình ngay từ bước ban đầu, thì hôm nay Thế Giới Bảo Mật sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái giải pháp chứng minh sự kiện bằng mã QR code. Đây là một cái giải pháp mà hiện tại công ty Bảo Mật đã và đang phát triển và thực hiện trong những thời gian gần đây ạ. Thì mọi người hãy like, share cũng như là tương tác với em trong livestream ngày hôm nay ạ. Anh chị có những cái câu hỏi nào về cái việc của mình tổ chức sự kiện, mình đang gặp khó khăn về cái khâu check-in khách hàng đầu vào, hay là những cái việc check-in mình đã đầu tư rồi nhưng mà nó vẫn chưa hiệu quả, thì anh chị để lại những cái bình luận trong cái livestream ngày hôm nay, thì bên em sẽ hỗ trợ cũng giải đáp cũng như là tư vấn thêm cho mình rõ về những cái vấn đề trong cái việc check-in sự kiện, để một cái sự kiện của mình nó diễn ra một cách nó suôn sẻ và nó được tốt hơn ạ. Dạ, em chào chị Huệ ạ. Dạ, chào bạn Lê Trung Kiên ạ. Dạ rồi, thì như trước khi bước vào những cái vấn đề sự kiện thì em sẽ nói lên những cái khó khăn mà bản thân em là người trải nghiệm một cái sự kiện, thì mình sẽ bắt gặp những cái vấn đề là khi mà bước vào sự kiện thì mình sẽ bị, thứ nhất là ùn tắc ở khâu check-in ban đầu. Là đối với những cách check-in truyền thống thì khi anh chị tới sự kiện thì anh chị phải tới quầy lễ tân và note lại những thông tin mà bạn lễ tân này sẽ phải ghi chú lại, hoặc là khi mà sau khi sự kiện diễn ra thì cái số lượng anh tổ chức sẽ không thống kê được chính xác là số lượng người tham dự là bao nhiêu, thì nó cũng là những cái vấn đề mà em cảm giác được là ban tổ chức đang gặp vướng mắc như vậy. Đó, thì từ những cái vấn đề nêu trên thì Thế Giới Bạch đã xây dựng và phát triển ra cái giải pháp check-in sự kiện dùng bằng mã là QR code để giúp cho cái sự kiện của mình tạo một cái ấn tượng tốt với khách hàng ngay từ cái bước check-in, và giúp cái mình sẽ đem lại những cái lợi thế cũng như cái hiệu quả kinh doanh. Thì mọi người hãy like, share cũng như là tương tác với em trong livestream ngày hôm nay ạ. Em sẽ đợi số lượng người vào đông đủ một xíu thì em sẽ tiến hành em chia sẻ về cái buổi livestream ngày hôm nay về cái giải pháp trên sự kiện này ạ. Giải pháp em là chế định sự kiện bằng mã QR code nha mọi người. Là những cái mã như mọi người đang thấy là những cái mã QR code là do bên em, phần mềm em sản xuất ra những cái mã như vậy ạ. Trong thời gian chờ đợi mọi người vào đông hơn thì mọi người hãy like và share những cái bài đăng giúp em nhé. Rồi, thì em sẽ giới thiệu sơ về công ty Thế Giới Bảo Mật. Công ty Thế Giới Bảo Mật là một công ty chuyên cung cấp các cái thiết bị giải pháp về mã số mã vạch trên ở thị trường Việt Nam, các giải pháp về sản xuất, bán lẻ cũng như là y tế và trong giáo dục. Thì ngoài ra cái giải pháp thì em có cung cấp các thiết bị về máy in, máy quét dùng trong các cái lĩnh vực như là sản xuất này, vận chuyển, bán lẻ, y tế, giáo dục, vân vân ạ. Thì ngoài cái giải pháp trên thì công ty Thế Giới Bảo Mật đang phát triển một cái giải pháp kho thông minh cũng như là cái giải pháp công nghệ nhận diện tần sóng vô tuyến bằng RFID. Đây là một cái giải pháp là khá là mới ở thị trường Việt Nam. Thì anh chị có nhu cầu hay mình cần đang xây dựng một cái giải pháp để nó phù hợp với lại công ty của mình thì có thể là liên hệ trực tiếp với Thế Giới Vạch ở fanpage hoặc là qua số hotline là 1900 3438 ạ. Bên kinh doanh bên em sẽ liên hệ tư vấn cũng như xây dựng cho mình một giải pháp nó phù hợp với doanh nghiệp của anh chị ạ. Dạ em chào chị Huệ ạ. Dạ chào bạn Hương ạ. Dạ mọi người hãy tăng cường tương tác với em đi, mọi người hãy comment những cái vấn đề mà mọi người gặp phải khi check-in sự kiện để có thể em sẽ giải đáp và em sẽ tư vấn cho mọi người những cái phương hướng check-in cho nó hiện đại hơn và nó chuyên nghiệp hơn ạ. Thì cái bước check-in sự kiện thì nó khá là quan trọng đối với lại một số cái sự kiện, nhìn nó đơn giản như vậy nhưng mà mình phải chuẩn bị thật kỹ. Tại vì khi mà check-in sự kiện cái trước đây nữa sự kiện thì đó là một cái bước ban đầu để mình tiếp cận với khách hàng, nên là cái bước ban đầu là cái bước quan trọng, mình cần phải là tạo cái ấn tượng thật là tốt với khách hàng để khách hàng cảm thấy mình được chào đón một cách nó niềm nở, một cách chu đáo, thì cái nó sẽ tạo được cái dấu ấn cũng như là cái lòng tin của khách hàng trong cái về cái hình ảnh của công ty mình cũng như là về cái thương hiệu của mình. Nên anh chị có thể theo dõi hết cái buổi livestream ngày hôm nay, nó sẽ giúp ích cho mình hơn về cái vấn đề mình xây dựng một cái hội thảo khách hàng nè, về những cái buổi về hội nghị cổ đông hay là những cái tiệc tất niên công ty. Đó là những cái sự kiện mình thường diễn ra. Một số cái sự kiện hiện nay, ví dụ như về những cái khóa học, về những khóa đào tạo, thì có thể là mình áp dụng cái giải pháp trên sự kiện này để mình ghi nhận, theo dõi những cái số lượng người tham dự cũng như là học viên. Anh chị hãy theo dõi buổi livestream ngày nay và để lại những cái câu hỏi nếu chị có những cái thắc mắc nào ạ. Dạ, em chào chị Xuân ạ. Dạ, em chào chị Trang ạ. Dạ, mọi người nén lại cho em xem em trước nha. Tại vì tới khoảng tầm 15:30 thì 15:10 thì em sẽ tư vấn và sẽ cho mọi người xem là những cái phần mềm tiếp sự kiện em đang có cái gì ạ. Chào chị Quỳnh Trang ạ. Lần trước em mới gửi cho chị Quỳnh Trang cái phần quà của livestream lần trước ạ. Không biết là chị Quỳnh Trang đã nhận được chưa ạ?
Cảm ơn chị rất nhiều ạ. À dạ, em thấy chị Xuân có một câu hỏi là mình làm bên nha khoa thì có sử dụng giải pháp mình không ạ? Dạ. À, như hỏi chị Xuân là thì tháng 12 năm ngoái thì bên em có làm cho nha khoa nha Việt một cái sự kiện, đó là ngày hội của những cái thành viên trong hiệp hội nha Việt, thì em đã tổ chức khá thành công mà. Anh chị có những cái nhu cầu nào mà mình cần tư vấn hay là báo giá thêm về những cái giải pháp trên sự kiện này thì có thể là chủ động inbox vào fanpage, liên hệ vào số hotline 1900 3438 ạ. Thì các bạn kinh doanh sẽ liên hệ cũng như là tư vấn cho mình, hỗ trợ cho mình về những cái thông tin báo giá về cái giải pháp này. À dạ rồi, thôi thì cũng để mà có thể em sẽ không giấu mọi người nữa, thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu với mọi người những cái thiết bị và những cái dụng cụ để cần cho việc check in sự kiện bằng mã QR code. Thì như em nói là việc dùng mã QR code để check in sự kiện thì đầu tiên mình phải sử dụng thiết bị đầu độc. Thì hiện tại trước mặt em đang có hai thiết bị, đó là thứ nhất là máy quét có dây, thứ hai là đầu độc cố định. Dạ vâng. Thì ngoài ra thì mình sẽ cần thêm một cái laptop để nhận những tín hiệu, để đọc những con mã QR code này và truyền về tín hiệu. Thì laptop này sẽ được cài đặt một cái phần mềm check in sự kiện mà do công ty Thế Giới Ma Vật bên em tự phát triển. Kèm theo đó là mình sẽ những cái phần phụ, ví dụ như là mình sẽ sử dụng một máy tính để trình chiếu những cái banner khách hàng hoặc là làm show thông tin khách hàng khi khách hàng tới check in, như vậy sẽ làm cho khách hàng cảm thấy sự chuyên nghiệp. Kèm ngoài ra thì máy in này là sẽ giúp cho mọi người khi mà khách hàng tới check in thì thông tin khách hàng sẽ được in ra và dán lên hoặc là làm những cái mã rút thăm trúng thưởng cho khách hàng tới check in sự kiện. Đó là những cái thiết bị cần thiết cho một cái sự kiện mà khi mình muốn đầu tư là check in bằng QR code. Tất nhiên có thể tham khảo lại một lần nữa ha. Đây là những cái thiết bị về máy quét, đầu đọc barcode nè. Thứ hai là về thiết bị về laptop. Và một số cái thiết bị phụ, ví dụ như về máy in để mình in phiếu rút thăm trúng thưởng hay là một số cái in bản tên. Và đây là một cái màn hình chào mừng khách hàng khi khách hàng tham gia tới sự kiện ạ. Thì đây là những cái thành phần cơ bản cần có cho một cái giải pháp check-in sự kiện ạ. À dạ vâng, em chào chị Mỹ Lan ạ. À, chị Mỹ Lan có một câu hỏi rất là hay ạ. Làm sao để kiểm soát khách mời nhanh mà vẫn đảm bảo chính xác anh ơi? Và em đánh máy Excel. À dạ vâng, thì cái việc mà việc đánh máy Excel á, thì sau khi sử dụng giải pháp đem thì thực sự là mình sẽ bỏ qua cái khâu hoặc là đánh máy Excel và mình sẽ kiểm soát lượt khách mời tham dự sự kiện bằng những cái mã QR code này nè. Là những cái mã này là mỗi khách hàng sẽ có một cái mã duy nhất ạ. Dạ vâng, em chào chị Xuân ạ. Rồi thì bạn Dương sẽ tiếp tục giới thiệu cho mình rõ hơn về cái quy trình check-in cái sự kiện như thế nào. Thì anh chị hãy theo dõi và có thể đặt những câu hỏi thì em bạn giới thiệu xong thì sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là giải đáp cho mình và những cái thắc mắc mà anh chị đang gặp phải ạ. Thì sau khi chuẩn bị những phần cứng như vậy thì bước tiếp theo của ban tổ chức cần chuẩn bị là danh sách khách mời. Thì tùy vào cái mục đích của sự kiện, đối với những sự kiện như là tri ân khách hàng hoặc là với những sự kiện thường niên thì mình sẽ cần chuẩn bị danh sách khách mời kỹ lưỡng hơn. Danh sách khách mời mình cần chuẩn bị là tên khách hàng hoặc là địa chỉ email, chức vụ và nơi ở của khách hàng, để làm sao là để khi mà khách hàng tới sự kiện thì mình sẽ show lên những thông tin này và sẽ làm cho khách hàng cảm thấy được nổi bật, được quan tâm hơn. Còn đối với những sự kiện ví dụ như là lễ hội hoặc là những sự kiện offline thì mình chỉ cần những thông tin khách hàng ví dụ như là tên hoặc là điện thoại hoặc email, thì cái việc những thông tin như vậy sẽ tránh trường hợp khách ảo hoặc là thông tin khách hàng bị trùng nhau, thì mình có thể sử dụng những cái thông tin khác để mà mình tạo ra những cái mã QR code cho khách hàng. Thì sau khi chuẩn bị được danh sách khách mời thì bên phần mềm bên em sẽ tạo ra số lượng mã QR code tương đương với danh sách khách mời mà bên ban tổ chức đưa sang. Và em nhấn mạnh là khi và mỗi mã QR code này sẽ mỗi người là riêng biệt, mỗi khách mời tham dự sẽ có một mã riêng biệt. Rồi thì khi mà tới sự kiện thì khách mời này sẽ mang những cái thiệp mời có chứa mã QR code này nè đến với sự kiện. À vâng, thì để mọi người hiểu rõ hơn về cái quy trình này thì em sẽ demo cho mọi người những cái quy trình mà bên em đã làm. Thì ngày 1 tháng 7 vừa qua thì bên em có làm một cái ngày lễ hội tri ân khách hàng dành cho công ty Thế Giới Ma Vật. Dạ. Thì đây là như bạn thấy trên màn hình là một cái mã thư mời giấy kèm theo mã QR code của khách hàng, hoặc là bên mình sẽ có thể bằng hình thức là gửi mail tự động. Đây là bức thư điện tử. Dạ. À, đây là cái bức thư email, cái thư mời điện tử. Bên em đã có gửi mail cho khách hàng nè. Trên này nó sẽ có cái mã QR code trên này nha. Cái này chỉ cần cầm cái email điện tử này có thể là check in được ạ. À dạ vâng. Thì chị Lan có hỏi là
Nãy anh có nói mỗi khách mời có một mã riêng, thế mình gửi thiệp đến từng khách mời hay gửi mail? À dạ vâng, thì hiện tại thì tùy theo mục đích của chương trình thì bên em sẽ có những cái cách gửi thư mời khác nhau. Thì đối với những cái sự kiện mà cần tính trang trọng và bảo mật thông tin thì bên em sẽ xuất những mã QR code này nè gửi cho khách hàng, gửi cho ban tổ chức, và ban tổ chức sẽ là người làm những cái thư mời bằng giấy và sẽ gửi tới cho tay những khách mời. Còn đối với những sự kiện mà bên sự kiện nhạc hội thì bên em có hỗ trợ tính năng, thứ nhất là tạo ra mã QR code và em sẽ gửi trực tiếp cho khách hàng tham dự sự kiện. Dạ, thì cái nhu cầu về cái việc gửi thư bằng thư điện tử hay là bằng cái thiệp mời như vậy thì tùy theo cái tính chất của sự kiện ạ. Đối với những cái sự kiện nó cần cái sự trang trọng như đại hội cổ đông hay là những cái sự kiện mà chuyên khách hàng lớn thì mình cần những cái tấm thiệp nó thật là trang trọng và nó phải trao tới tận tay. Có thể là một số khách hàng người ta thích những cái thư mời bằng giấy này tận tay thì nó sẽ rất là trang trọng hơn. Những khách hàng người ta thích cái sự cổ điển thì người ta sẽ thích những cái thư mời bằng giấy như vậy. Nên là tùy theo cái mục đích của mình ạ. Còn những cái sự kiện ví dụ như về âm nhạc, về lễ hội, về ẩm thực, một số cái mình chỉ cần đăng ký online và có thể là một cái ví điện tử gửi về dành cho các bạn giới trẻ ở đây, thì mình có thể là mình chỉ cần đăng ký và gửi một email điện tử về và anh chị có thể mang tới cái sự kiện đó mà check in thôi. Thì tùy theo cái mục đích, cái nhu cầu thì chị cứ hãy xem là cái sự kiện của công ty mình thì là nó phù hợp theo cái tính trang trọng hay là những cái sự tiện lợi thì để mình có cái thiệp mời nó phù hợp hơn ạ. Dạ chị Sơn ơi, chị Sơn vui lòng comment lại giúp em số điện thoại ạ. Thì sau chương trình này sẽ có một bạn kinh doanh gọi tư vấn trực tiếp và kỹ lưỡng hơn để mình có thể hiểu rõ hơn về giải pháp này, đúng không chị Sơn ạ? Thì để mà tăng cái tính, để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn được cái quy trình này thì hiện tại em sẽ demo cái phần mềm này cho mọi người xem ạ. Dạ vâng. Thì trước mặt em đang đây là một cái thư mời. Dạ. Thì khi khách hàng tới thì em và anh Tân sẽ đóng vai là bộ phận lễ tân, bên em sẽ check những cái mã QR code này cho khách hàng ạ. Dạ. Em nhờ anh Tân check cho em ạ. À dạ vâng, thì sau quy trách nên thông tin này thì thứ nhất mình sẽ hiện lên một cái panel, thứ nhất là thông tin hội nghị, thứ hai là chào mừng anh chị ông bài cho cái sự kiện, và khi khách mời tới thì mình sẽ được cảm giác là được chào đón rất là nồng nhiệt và rất là chuyên nghiệp ạ. Rồi thì cái anh chị có những cái thắc mắc nào về cái quá trình em mới check in thử nha, về cái quy trình hay là những cái việc về gửi thư mời hay là cái email hay là bất kỳ vấn đề nào thì anh chị hãy để lại cái bình luận của mình đi, em sẽ hỗ trợ giải đáp cũng như là tư vấn cho mình ạ. Thì cái việc mà có một cái màn hình phụ để chào đón thì khách hàng sẽ cảm thấy là mình được gọi là chào đón một cách nó nồng nhiệt hơn à, và khách hàng sẽ cảm thấy rất là niềm nở khi mà tham dự một cái sự kiện như vậy, tại vì nó sẽ hiện đầy đủ cái thông tin tên khách hàng ở trên này và đã tới đúng cái hội nghị, và khách hàng sẽ không tránh bị bỡ ngỡ hay là hoang mang hay là mình đã tới đúng sự kiện hay chưa. Đó là đây là một cái màn hình chào đón và nó giúp đánh bóng thêm về cái hình ảnh cũng như là cái thương hiệu công ty của anh chị ở đây. Đây là có những cái thể mình gắn những cái khuyến mãi hay những cái logo công ty để mà khách hàng có thể nhận diện hơn, sâu hơn vào trong cái tiềm thức hòa, và nó giúp cái hình ảnh công ty mình nó sẽ gắn lâu hơn với khách hàng ạ. À, thì ngoài cái việc mà mình check in đó thì mình bên phần mềm có một tính năng rất là hay là khi mà khách hàng check in thì em sẽ tạo cho một khách hàng một con tem, thứ nhất là tem này dùng để khách hàng có thể bốc thăm hoặc là in thông tin khách hàng để mình trang bị lên thẻ đeo của khách hàng. Dạ vâng, thì em sẽ nhờ anh Tân trước đi là giùm em và em sẽ thực hiện thao tác là in tem ạ. À. Rồi em sẽ giới thiệu thử bằng một cái máy cố định ha. Mấy cái máy cố định này cũng khá là sử dụng trong cái hay sử dụng trong cái sự kiện ạ. À. Rồi, thì như mọi người cũng thấy thì trong khoảng tầm 3 giây là mình đã có một con tem khách mời. Dạ. Và vâng, mình có thể sử dụng này con tem này để làm phiếu bút rút thăm trúng thưởng cho khách hàng, hoặc là mình có thể in những nội dung mình muốn. Mình sẽ dán lên thẻ đeo cho khách hàng, em sẽ dán mọi người xem thử rồi. Rồi, đây là một cái thẻ đeo để được dán cái bản tên của khách hàng ở trên đây. Đây, thẻ đeo và mình có thể là đưa cho khách hàng sẽ đeo và tham dự cái sự kiện này. Cái phiếu này có thể là rút thăm trúng thưởng và cuối chương trình đối với một số cái sự kiện mà mình có rút thăm trúng thưởng ạ. Nên anh chị có thể là mình tham khảo cái giải pháp này nó phù hợp với lại công ty của mình ạ. Dạ vâng, thì anh chị thấy nhanh không ạ? Trong khoảng tầm từ 3 tới 5 giây là em có thể tạo vừa check in mà vừa tạo cho khách hàng một cái thẻ đeo như vậy, thì thực sự là nó rút ngắn thời gian khá là nhiều so với việc check in truyền thống. Thì cái việc rút ngắn thời gian như vậy thì là nó sẽ tiết kiệm được cái nhân sự ngồi ở tại cái quầy, thì thông thường thì sẽ cần từ 2 tới 3 nhân sự để mình có những cái bảng danh sách có sẵn như này, mình dò bằng bút và mình tích lại và nó sẽ nhầm lẫn thông tin sai sót nè, rồi mỗi bạn cầm mỗi tờ mà không đối chiếu với nhau. Nên khi đã có cái giải pháp trên sự kiện như vậy thì mình sẽ
chính xác được thông tin khách hàng, và chỉ cần một nhân sự ngồi tại mỗi cái quầy như vậy, một bạn BG ha, mình có thể là hỗ trợ tư vấn cũng như là check in cho khách hàng, cũng như hướng dẫn khách hàng vào bên trong, và trong thời gian rất là nhanh, từ cái khâu check in đến khâu in tên mà dán bảng tên chỉ khoảng trong vòng khoảng 10 đến 15 giây thôi, nên là nó rất là phù hợp với những cái doanh nghiệp nào mà mình cần check in cái số lượng người lớn ạ. Dạ vâng, em chào chị Trang ạ. Em thấy chị Quỳnh Trang có một câu hỏi rất là hay, là bên em cho thuê phần mềm hay bán ạ? Dạ vâng, thì là gói phần mềm này hiện tại bên em đang hỗ trợ vừa cho thuê vừa cho bán ạ, và bên em hỗ trợ trực tiếp ngay tại sự kiện cho mình đúng không ạ? Thì về cái gói trên sự kiện này thì bên em vừa cho thuê và bán, cũng như là hỗ trợ nhân sự tại sự kiện, cũng như là hướng dẫn mình sử dụng, cũng như là về cái hướng dẫn về xích lỗi hay một số cái ví dụ mình có gặp phải, cũng như là tư vấn thêm về những cái kinh nghiệm mà bên em đã từng triển khai ở một số sự kiện rồi, để anh chị có thể là sắp xếp cái nhân sự cũng như cái chương trình cho nó phù hợp ạ. Rồi thì để giới thiệu thêm, thì hiện tại thì bên em có những cái phòng demo như vậy, sau khi khách hàng tới check in sự kiện thì này là áp dụng cho những đại dạng hội, dạ vâng. Thì sau khi khách hàng tới sự kiện thì bên mình sẽ phát cho khách hàng một cái vòng tay đeo như vậy, dạ. Ở đây thì cái việc đeo khách hàng như vậy thì sẽ tránh cái việc khách hàng check in nhiều lần và nhầm lẫn, là sau khi khách hàng check in thì khách hàng có thể đi ra đi vào mà nhìn cái vòng tay trên tay khách hàng, mình có biết là khách hàng đã check in rồi, mình sẽ không check in lại, là tránh cái việc dữ liệu data bị chồng lên nhau ạ. Thì cái việc mà đeo vòng tay hay là đeo thẻ đeo thì nó nhằm là nó giúp mình phân loại khách hàng VIP, khách hàng thường, cũng như là một số khách hàng về nhà tài trợ hay là báo chí, truyền thông, media, nó giúp cho cái sự kiện của mình nó diễn ra được một cách nó gọi là nó trôi chảy và nó liền mạch hơn. Và khi có những cái khách mời như vậy thì mình có thể là sắp xếp được cái chương trình, tại vì có một số khách mời đặc biệt tới sẽ được phát biểu và sẽ được sắp xếp ở những vị trí ngồi đặc biệt, nên là khi mà mình check in và mình phát những cái thẻ mình đánh dấu như vậy nè, về vòng tay hay là về những cái thẻ đeo màu sắc như vậy, thì là mình sẽ hướng dẫn khách hàng một cách nó dễ dàng hơn. Và những cái bạn mà ở phục vụ ở trong á, thì các bạn hậu cần ở trong sảnh á, thì có thể là sẽ hướng dẫn một cách nó dễ dàng hơn, và không phải hỏi là anh là thuộc đơn vị nào hay là anh là thuộc loại khách nào, mà nó làm cho khách hàng cảm thấy rất là khó chịu trong cái việc là bị hỏi thăm quá nhiều lần như vậy và không có được phục vụ nó một cách gọi là tốt nhất ạ. Dạ vâng, em chào chị Lan ạ. Em thấy chị có câu hỏi là bên em cần đầu tư gì để thực hiện được check-in ạ? Dạ vâng, thì như ban đầu ra giới thiệu thì cái việc check in thì mình sẽ cần một cái đầu thiết bị đầu độc và một thiết bị laptop. Thì ngoài ra thì mình có thể sử dụng thêm những cái tính năng phụ, ví dụ như là show lên một cái banner trên màn hình TV, hoặc là một cái máy in để in thông tin khách hàng như nãy giờ em đã in cho mọi người xem qua. Thì hiện tại thì nếu mà một cái sự kiện cơ bản thì chỉ cần một cái đầu độc như vậy nè, một trong hai đầu độc này và một cái laptop, mình có cài đặt sẵn cái phần mềm trên sự kiện, mình có thể là mình thực hiện cái việc check in đầu vào của mình rồi ạ. Còn nếu mà em chỉ muốn thêm về những cái tạo ấn tượng với khách hàng về máy in thì là mình có thể là mình trang bị thêm một số cái thiết bị như vậy ạ. Dạ vâng. Còn em thấy chị Trang có câu hỏi là nếu mua thì chị có thể sử dụng cho nhiều sự kiện khác nhau. Dạ đúng rồi chị. Dạ vâng. Thì khi mà em bán phần mềm cho chị thì chị có thể toàn quyền sử dụng những toàn bộ những tính năng trong sự kiện hiện tại đang có ạ. Dạ. Thì về cái phần mềm check in sự kiện này hay là cái giải pháp này á, thì anh chị có thể sử dụng cần nhiều cái sự kiện cùng một lúc ạ, hoặc là nhiều nơi khác nhau, nên là anh chị yên tâm về cái việc mà mình mua về mình có dùng một lần hay nhiều lần à, nên là nó bên em sẽ hỗ trợ các gói cho mình, và nó cái chi phí nó ưu đãi nhất để mình có thể là mình tiết kiệm được cái chi phí trong quá trình mà mình đầu tư cái khâu check in này. Nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ tạo cái ấn tượng rất là tốt trong cái khách hàng ạ. Dạ vâng. Còn về cái anh chị cứ yên tâm đi, thực sự là em đã làm sự kiện và em đã làm rất là nhiều sự kiện, đối với những sự kiện có lên tới vài trăm ngàn người, còn cũng có sự kiện lên chỉ khoảng tầm 4-50 người ạ. Anh chị có những cái thắc mắc nào về những cái giải pháp nãy giờ em đã giới thiệu rồi, về cái giải pháp trên sự kiện, về thiết bị, về phần mềm, hay là anh chị có yêu cầu thêm những tính năng gì thì để lại bình luận ha, và nhà em sẽ hỗ trợ tư vấn ạ. Cái buổi hôm nay thì chủ yếu em muốn giới thiệu về cái giải pháp đang khá là hot hiện nay, có như là các sự kiện hiện nay đều áp dụng cái check-in bằng cái mã QR code như vậy nè, nó tạo một cái sự chuyên nghiệp ấn tượng rất là nhiều, nên chị cứ hãy để lại bình luận để em tư vấn, để mình về mình áp dụng tại trực tiếp doanh nghiệp cũng như công ty mình, để mình tạo ra một cái buổi tất niên cuối năm nó thật là ấn tượng, một cái buổi hội thảo khách hàng hay một hội nghị khách hàng riêng khách hàng của mình, để khách hàng người ta ấn tượng là công ty này đầu tư một cách rất là chuyên nghiệp và rất là quan tâm đến khách hàng. Đó là một cái bước đơn giản nhưng mà nó sẽ đi sâu vào sắc vào những cái khách hàng của mình à. Dạ vâng, thì ngoài cái việc mà trình chiếu những panel hình ảnh như vậy thì đôi khi mình sẽ nhàm chán, thì
phần mềm bên em có thể hỗ trợ mình trong việc là mình đẩy những cái đoạn video giới thiệu công ty, hoặc sau đó khi mà khách hàng tới thì trong khoảng tầm 10 đến 15 giây là phần mềm bên em có thể xử lý được. Thì để biết thêm chi tiết thì anh chị hãy để lại số điện thoại hoặc là comment đi, thì sau sự kiện thì sẽ có bộ phận kinh doanh em liên lạc lại để tư vấn trực tiếp và kỹ càng hơn cho mọi người ạ. Dạ, anh chị có câu hỏi thắc mắc nào hãy comment cho em đi ạ. À, em có nhận được câu hỏi của chị Quỳnh Trang ạ. Lưu dữ liệu, cái phần mềm này lưu dữ liệu như thế nào? Thì hiện tại cái phần mềm này được lưu dữ liệu ở trực tiếp ở trên máy tính này. Thì anh chị check in xong thì cái dữ liệu lưu trực tiếp ở trên đây. Và anh chị sẽ trích xuất được cái báo cáo và cuối cái sự kiện và những cái người tham dự và loại khách nào tham dự nhiều và tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, để mình có thể là mình chuẩn bị tốt hơn cho những cái sự kiện sau. Hay là một số cái khách hàng mình có thể phân loại khách hàng từ các cái nguồn mà mình đã quảng cáo, ví dụ Facebook này, hay là YouTube nè, hay một số cái trang web hay là trang khuyến mãi, và mình sẽ coi cái nguồn nào mình đang thu hút khách hàng hiệu quả để mà mình chuẩn bị tốt hơn cho sự kiện sau. Thì cái quan trọng nhất của một cái sự kiện đó là cái việc check in, đó là báo cáo và cuối cái sự kiện. Thì thông thường là những cái tờ giấy và mình đánh dấu bút, mà cuối ngày mình tổng hợp nó rất là mất thời gian, mình phải đếm từng dòng vòng mà, và nó sẽ mất rất nhiều thời gian, và nhiều lúc các bạn đánh dấu tích sai và nó sẽ bị nhầm lẫn về số liệu, và nhiều lúc là mình không quan tâm. Nhưng mà những cái số liệu như vậy thì nó đánh giá được trực quan hơn về cái sự tham gia của sự kiện của mình, và mình đã chuẩn bị tốt hơn cho những cái sự kiện sau. Căn bản là những khâu chơi như vậy để mình quản lý được cái lượng người tham dự có đúng không, có thực tế không, và mình sẽ chuẩn bị tốt hơn về những chi phí về ăn uống hay là một số cái chi phí về phòng ốc, để mình chọn một cái gói nó phù hợp hơn ạ. Dạ vâng chị Trang, em sẽ liên lạc với chị sau buổi live stream ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, thì như anh Tân cũng nói là cái việc báo cáo file report, thì khi mà khách hàng tham gia sự kiện, có những sự kiện quy định giờ, ví dụ như là 8 giờ thì sự kiện sẽ bắt đầu, thì mình có thể xem ngay lúc đó, thời gian đó là hiện tại đã bao nhiêu khách hàng đã tham gia sự kiện, và tùy vào cái mức độ sự kiện đó mình sẽ có thể là mình sẽ dời, hoặc là mình sẽ số lượng khách hàng đã đủ thì mình sẽ triển khai tham gia sự kiện, hoặc là sau sự kiện thì một cái file report là sẽ thời gian khách hàng tới, những cái ghi chú ví dụ như là khách hàng đi với ai, hoặc là khách hàng sẽ dẫn theo mục đích, hay sau đó thì những ghi chú vậy sẽ được note lại trên phần mềm. Thì anh chị có thể để lại những cái thắc mắc của mình, để lại bình luận của mình. Thì bây giờ em sẽ demo thêm một vài lần nữa để anh chị thêm để biết thêm rõ hơn, thì em sẽ mời một bạn ở đây đóng vai là các khách hàng tới tham gia một sự kiện, và em sẽ quét check in cũng như là intent. À, dạ vâng. Thì đây là một cái bạn bên em cho là khách mời, em sẽ tiến hành để nhận cái giấy thư mời để check in ạ. Rồi thì cái việc check in nó chỉ diễn ra trong khoảng vòng là từ 3 đến 5 giây thôi, nó không mất quá nhiều thời gian của mình, và là mình đã ghi nhận được cái thông tin cũng như là cái khách mời ở đây. Và tới đây em sẽ mở thêm cái file report báo cáo để anh chị có thể xem thêm. Thì còn ngoài ra thì bên em có một chức năng rất là hay, đó là đăng ký trực tuyến. Là vì khi mà khách hàng tham gia sự kiện, có thể là người ta quên đem thẻ hoặc là quên đem thư mời, thì có thể là dò ngay trực tiếp trên phần mềm em luôn và check in ngay lúc đó, luôn vào trên hệ thống. Hoặc là đối với những khách hàng mà thực sự là vô tình biết tới sự kiện này và cảm giác rất là hay, thì người ta có thể tới ngay buổi sự kiện đó và người ta sẽ đăng ký. Thì bên em sẽ có một cái form mẫu có sẵn, khách hàng chỉ cần điền và bên em sẽ đưa dữ liệu này về file báo cáo về sau này. Thì cái việc mà khi tham gia một sự kiện mà khách hàng mất vé, quên vé hay là những cái vấn đề khác mà không có vé trong tay, thì nó khá là diễn ra khá là thường xuyên. Khách hàng tới là anh chị quên mất vé ở nhà rồi em ơi, anh chị để lại đâu mất, anh chị không nhận được mail, hay là anh chị không nhận được thư mời, thì đó là một số rất là nhiều vấn đề mà khách hàng gặp phải khi mà check in sự kiện. Thì để xử lý cái này thì phần mềm này bọn em đã set up thêm một cái chế độ là mình check in tại quầy, khách hàng chỉ cần đọc đúng thông tin số điện thoại hoặc email hoặc là tên đó, thì em sẽ nhập vào đây và sẽ check in cho khách hàng trực tiếp tại đây luôn ạ. Để tránh cái tình trạng là khách hàng quên mang vé hay bất kỳ những vấn đề khác xảy ra, hoặc là những khách hàng mà tới tham dự đột xuất mà chúng ta đăng ký thêm mới, thì đó là những cái giải pháp mà bên em đã xây dựng. Thì dựa trên những cái mà cái nhu cầu khách hàng ở trên thị trường, thì bọn em đã xây dựng những cái giải pháp đó nó hoàn thiện nhất có thể để hỗ trợ cho anh chị ạ. Dạ vâng, dạ. Em trả lời câu hỏi chị Lan nha, là chi phí mình tính sao, là hiện tại thì bên em đang có mức thu phí cho các gói dữ liệu data, ví dụ như là 100 khách, 300 khách, 500 khách, 1.000 khách, 10.000 khách,
Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì chị Lan vui lòng để lại giúp em số điện thoại ạ. Dạ vâng, thì sau sự kiện, sau buổi live stream hôm nay thì bên em sẽ liên lạc với chị Trang, chị Lan và báo giá chi tiết cho chị ạ. Dạ thì hiện tại bạn em tính theo cái quy mô khách hàng tham dự chứ không phải là tính theo số lượng sự kiện, nên chị hãy để lại tin nhắn nha, hoặc là bên em để lại số điện thoại, bên em sẽ chủ động liên hệ để tư vấn cho mình một cái gói giải pháp chi tiết sự kiện nó hiệu quả nhất và nó tiết kiệm chi phí của mình nhất ạ. Mọi người có những thắc mắc nào đúng không ạ? À? Mọi người hãy để lại cái bình luận của mình nha. Mình sẽ check in thêm một vài lần nữa để mọi người nhìn rõ hơn. Thì đây là cái máy quét này, mình sẽ quét cái mã vạch trên thư mời ở đây. Rồi thì cái phần mềm sẽ ghi nhận và chào đón khách hàng và sẽ in ra một cái con tem. Con tem ở đây là con tem rút thăm trúng thưởng hay là con tem bản tên, thì tùy theo cái nhu cầu của anh chị ạ. Anh có thể là chỉnh sửa cấu hình theo tùy cái mục đích của mình. Đó thì mình sẽ in tem. Thì cái quá trình check in từ lúc check in tới lúc, nói chung từ lúc mình nhận thư mời tới lúc check in và in tem thì nó độ là tầm khoảng 5 giây ạ. À, dạ vâng, chị Lan vui lòng comment lên em số điện thoại gì chị Lan. Em biết là mọi người còn thắc mắc gì không ạ? Mọi người hãy nói ra những cái mà vấn đề mọi người gặp hay là phát sinh trong cái việc tổ chức sự kiện mà mọi người đang vướng mắc đi ạ. Đây là một cái giải pháp, nói chung là bữa giờ bọn em triển khai khá là nhiều rồi, thì hôm nay cũng muốn chia sẻ với mọi người để mọi người biết thêm về cái sự kiện sắp tới. Sắp tới mình sẽ có những cái sự kiện về đại hội cổ đông hay là những cái khách hàng của mình. Mình hãy liên hệ bên em để bọn em tư vấn một cái gói nó phù hợp và nó sẽ tư vấn và sẽ check in nó nhanh nhất, hiệu quả nhất cho mình ạ. À dạ rồi. Vậy thì nếu như mọi người có thắc mắc gì thêm thì hãy vui lòng liên lạc tới công ty Thế Giới Bảo Mật với số hotline là 1900 3438, thì đội ngũ bên em sẽ luôn luôn hỗ trợ mọi người hết mình và sẽ tư vấn cho mọi người một cái giải pháp gọi là tốt nhất để mà mọi người có thể áp dụng được những sự kiện của mình. Rồi nếu mà những anh chị nào mà chưa kịp xem livestream này hay là xem lại sau quá thì anh chị hãy liên hệ vào cái số hotline của bọn em là 1900 3438 để kinh doanh tư vấn cho mình một cái giải pháp cho sự kiện nó phù hợp với lại cái nhu cầu công ty mình ạ. Thì một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng với em và Dương trong cái livestream ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Nếu anh chị có những cái nhu cầu phát sinh về vấn đề về mã số mã vạch hay về chất lượng sự kiện thì hãy liên hệ với em theo số hotline là 1900 3438 ạ. Một lần nữa công ty Thế Giới Bảo Mật xin cảm ơn mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với công ty Thế Giới Bảo Mật. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một số sản phẩm máy quét không dây. Thì nhắc đến từ không dây thì mọi người nghĩ ngay đến độ tiện lợi của nó. Thì thân máy và chân đế kết nối với nhau thông qua tín hiệu Bluetooth, mình có thể sử dụng trong phạm vi hoạt động là bán 95m, nên mình có thể vừa thực hiện tại thao tác tại quầy tính tiền, vừa có thể là đi kiểm đến xuất nhập tồn. Trong bán kính sử dụng của mình là 15m. Thứ hai đó là ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là trong lĩnh vực bán lẻ, kho bãi hoặc là trong các nhà máy sản xuất. Các nhà máy sản xuất thì yêu cầu về cái đồ công nghiệp rất tốt, rất cao, nên có một số dòng máy có tiêu chuẩn công nghiệp tốt, đó là tiêu chuẩn công nghiệp của nó lên tới IP67 thì mình có thể đáp ứng được việc làm việc trên cao, tại vì nó có thể chống được đồ rơi rớt từ trên 2,5m xuống sàn bê tông, hoặc là chống được bụi bẩn. Mình cũng có thể sử dụng trong kho lạnh, tại vì các dòng sản phẩm này là chống thấm nước. Thêm một ưu điểm rất lớn nữa đến từ các máy quét mã vạch không dây này, đó là nó có công nghệ quét rất là mạnh mẽ, tiên tiến, nên thành ra là quét được rất nhiều loại code khác nhau, ví dụ như là code 1D, 2D, hoặc là quét được trên màn hình điện thoại, quét được những code lớn, code nhỏ, nó quét được rất tốt. Thì lát này anh sẽ chứng minh bằng cách là quét thử cho mọi người xem xong. Thêm một vấn đề mà các bạn quan tâm nữa, đó là thời lượng sử dụng của máy. Thì tại vì các máy quét này sử dụng pin, nên nếu các bạn sạc đầy thì pin của nó có thể sử dụng trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Thời gian đó là em bị đã đủ cho mọi người, không sợ bị gián đoạn trong quá trình làm việc. Thì tiếp theo em sẽ quét thử cho mọi người xem về độ nhạy cũng như khả năng đọc những cái barcode khác nhau, cũng như trên nhiều chất liệu khác nhau trên màn hình máy tính, trên màn hình điện thoại. Bây giờ em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người xem để mọi người có thể biết được khả năng đọc của một số dòng máy quét không dây này. Đầu tiên em sẽ bắt đầu với một chiếc máy quét không dây của Honeywell. Đây,
Hiện tại trên tay em có một số bảng mã có rất nhiều code, code 39, code 128, code EAN13, code 93, rất nhiều code khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, code QR code. Thì em sẽ quét cho mọi người thấy được khả năng đọc. Đây là máy quét không dây của Honeywell, mọi người xem. Rồi quét QR code. Rồi em sẽ quét những cái code nhỏ. Đó, mọi người thấy khả năng đọc rất là tốt. Tất cả các loại code từ QR code đến đến những code 1D. Thì đây có một cái code mà em đã cố tìm là phá nó hư. Thì để mọi người xem thử xem là phá nó hư hầu như hư gần toàn diện. Em sẽ quét cho mọi người xem. Máy mình đọc được. Và đọc được rất chạy. Và đặc biệt máy này có thể quét được trên màn hình. Thì em sẽ quét được quét QR code trên màn hình cho mọi người xem. Vật quét rất là nhạy. Tiếp theo anh sẽ đi qua một dòng sản phẩm của Jetra. Đây là máy quét LI. Này, anh sẽ quét cho mọi người xem. Chúng tôi quét được rất nhiều mã code 1D. Code EAN13 có chưa? Cũng quét được, đọc rất là tốt. Em sẽ bây giờ em sẽ đọc code code mà bị đã bị phá. Máy cũng đọc rất là tốt. Đây là máy siêu công nghiệp của Jetra LI 3678. Đây, em sẽ test cho mọi người xem được chứ không đâu. Đây, nó có thể đọc rất nhiều loại code khác nhau. Đây là cái code phần này em đã phá nha mọi người. Máy quét rất là nhạy. Mọi người có thể thấy khả năng đọc của những loại máy quét không dây này rất là tốt. Em đã giới thiệu cho mọi người một số dòng máy quét mà vật không dây đến từ các hãng như là Jetra, Honeywell hay là Datalogic. Thì em cũng đã quét thử cho mọi người thấy về khả năng đọc của những chiếc máy này trên các mã vật 1D, 2D, mã vật lớn, mã vật nhỏ hay là trên màn hình. Thì mọi người có thể thấy nó đọc là rất là tốt. Thì nếu mọi người có cần thêm thông tin hoặc cần công ty thế giới và vật tư vấn thêm, có thể liên hệ tới công ty với số hotline 1900 3438 hoặc truy cập theo đường link ở phía bên dưới. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.